mày không nói sự thật cho Lan biết. Không cần đâu, rồi cô ấy sẽ hiểu mà. Lan. Ủa sao lại là anh? Tôi muốn gặp anh Nam. Nam không muốn gặp em đâu. Em về anh, đi. Anh đừng có gạt tôi. Tôi muốn gặp anh Nam. Khoan đã. Anh tránh ra. Anh Nam. Anh không còn yêu em nữa. Em về đi. Về đi. Thôi mà. Tôi xin lỗi. Mở cửa ra. Anh Nam, em muốn nói chuyện với anh. Mở cửa ra. Trước mắt của anh mà lòng thấy đau. Sao lúc ấy không thể ngăn nổi dòng lệ mau. Nhìn em đi, anh biết ta đã vỡ tan tình yêu đâu. Lần này là lần cuối ta thấy nhau. Anh sai vì anh đã không trọn vẹn con đường. Anh sai vì anh có thêm một người vẫn vương. Em buông vì em muốn yêu một người kiên cường. Và anh không phải như người em thương. Anh sợ nhất là khi em khóc trên vai của ai không phải anh. Anh sợ nhất là khi em ở bên cạnh mà tim vẫn thấy lạc lõng. Em đã chấp nhận gạt bỏ hết riêng tư để nhiều lần phải tha thứ. Mà anh dường như chỉ biết khước từ là để em. Kết quả xét nghiệm của mày không được khả quan cho lắm. Nhưng thực ra không phải là hết hy vọng. Bây giờ tụi tao đang tìm người yêu mới. Nhưng cái này không cần. Anh sai vì anh đã không trọn vẹn con đường. Anh sai vì anh có thêm một người vẫn vương. Em buông vì em muốn yêu một người kiên cường. Mà anh không phải như người em thương. Anh sợ nhất là khi em khóc trên vai của ai không phải anh. Anh sợ nhất là khi em ở bên cạnh mà tim vẫn thấy lạc lõng. Em đã chấp nhận gạt bỏ hết riêng tư để nhiều lần phải tha thứ. Mà anh dường như chỉ biết khước từ là để anh sợ nhất là khi em khóc trên vai của ai không phải anh. Anh sợ nhất là khi em ở bên cạnh mà tim vẫn thấy lạc lõng. Em đã chấp nhận bỏ hết riêng tư để nhiều lần phải tha thứ. Mà anh dường như chỉ biết khước từ là để
mà tất cả mọi thứ cũng xong rồi. Vì cái kế hoạch quái quỷ của mày, xong rồi cả cái bệnh viện nó đồn đoán tao với mày. Ủa mày nghĩ sao vậy? Hả? Bây giờ thì cái chuyện của tao cũng xong luôn rồi đây nè. Tao xin lỗi mày. Mày không cần xin lỗi. Cầm lấy đi. Tao tặng mày đó. Mày đừng có nói mày. Nè, mày đừng có nghĩ lung tung nghe. Bình thường tao chỉ tặng quà cho phụ nữ thôi, nhưng mà ngày hôm nay tao phá lệ, không phải tặng mày đâu. Biết làm gì không? Tao đưa cho mày để mày đi cầu hôn Lan đó. Đi đi. Ừ? Ê, cái thằng này. Mày đừng có đùa với tao nữa. Hết cơ hội rồi. Nè, từ từ đã. Chưa nghe hết đã hết cơ hội rồi. Nên vui nè, đọc đi. Đọc đi rồi quyết định cũng không muộn. Định tao đi. Sao? Không ngờ đúng không? Chính tao cũng không ngờ nữa. Không ngờ là vô tình kết quả cuối cùng nó lại hợp với mày. Vậy là tao được cứu rồi. Tất nhiên. Mày được cứu rồi. Tao thương mày. Ê, thôi đi cha. Mày bị điên hả? Mày cầm bó hoa này đi cầu hôn bạn gái mày đi. Tao đi nha. Đi đi. Cảm ơn mày. Ê, khoan đã. Cảm ơn mày nha. Mà mày nhớ những gì tao dặn chưa? Cái gì? Mày phải trả lại cái sự trong sạch cho tao nữa đó. Biết rồi. Cố gắng lên. Nam. Ê, ê, ê. Tại sao mày đối xử với cô ấy như vậy hả? Thôi. Tại sao? Thôi. Anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm hả? Mày. Buông tao ra. Nè, để tao giải thích cho. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi. Anh đọc đi. Muộn rồi. Muộn rồi. Muộn cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Anh sợ nhất là khi em khóc trên vai của ai không phải anh. Anh sợ nhất là khi em ở bên cạnh mà tim vẫn thấy lạc lõng. Em đã chấp nhận bỏ hết riêng tư để nhiều lần phải tha thứ, mà anh dường như chỉ biết cứ từ là để em tự do. Em rất thích màu xanh của bầu trời, vì đó là màu của hy vọng, của sự nhẹ nhàng tươi mới. Thiên đường luôn mang màu xanh của sự yêu thương và hạnh phúc. Vì vậy
Em mong ước khi đám cưới chúng ta sẽ khoác lên mình màu xanh ấy anh nhé.